Vâng ạ, em đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang xin kính chào các bác, các cô, chú, anh chị. Hôm nay là buổi sáng ngày 23 tháng 9 năm 2024. Xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang đã hoàn thiện xong hai bộ bàn ghế rổi chun tay cột 14 ạ, đục dáng đào tiên tay quấn chân móc đấy ạ. Bộ bàn ghế này thì vẫn hoàn toàn để nguyên những phần mộc các bác nhé. Đây là nu noang chun sụn đấy bác này, cực kỳ là chun. Đây các bác và các cô, chú, anh chị cùng tham khảo, cùng chiêm ngưỡng bộ sản phẩm này nhé. Vân chun rất là đẹp luôn đấy ạ, vẫn hoàn toàn để nguyên những phần mộc. Các bác có thể đến trực tiếp cơ sở nhà em để tham quan và lựa chọn. Và buổi sáng ngày hôm nay thì em đã hoàn thiện xong hai bộ các bác ạ, hai bộ ghế rổi chun cực kỳ là đẹp, cực kỳ là vân chun luôn đấy ạ. Em sẽ đi sát sườn từng bộ để các bác, các cô, chú, anh chị cùng tham khảo, cùng chiêm ngưỡng luôn đấy ạ. Một bộ ghế rổi chun tay cột 14, đây vách tựa của em rất là chun, rất là vân luôn nhé. Những bộ này thì khuôn viên của các bác tầm khoảng 3,5 m đến 4 m là các bác có thể kê được những bộ sản phẩm này rồi đấy ạ. Bộ của em là gồm 6 món các bác nhé, bàn hộp ngăn kéo đấy ạ, vẫn hoàn toàn để nguyên những phần mộc đây. Em sẽ đi xa xa một chút để các bác chiêm ngưỡng được rõ nét hơn. Đây, một bộ này đã full lót rồi, và tiếp theo sẽ là một bộ tay 14 cục dáng đào nữa. Bộ này thì bên em cũng đã full lót rồi các bác nhé, vẫn hoàn toàn để nguyên những phần mộc đấy ạ, mới chỉ là lót qua một lớp lót để chống nứt răm thôi. Đấy, các bác, các cô, chú, anh chị cùng tham khảo, cùng chiêm ngưỡng hai bộ sản phẩm ghế rổi chun tay cột 14 bên cơ sở đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang mới hoàn thiện xong phần lót đấy ạ. Và những bộ bàn ghế rổi chun tay cột 14 gồm 6 món các bác nhé, giá dao động từ 40 triệu cho đến 50 triệu, tùy theo độ đồng đều, tùy theo vân chun của từng bộ các bác nhé, nên là giá cả dao động sẽ chênh lệch nhau. Các bác có thể đến trực tiếp cơ sở nhà em có địa chỉ tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, cách cầu vượt 200 m hướng vào trong suối khoáng Mỹ Lâm. Cơ sở 3 có địa chỉ tại làng nghề Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh, đối diện với trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh đấy ạ. Và hiện tại thì bên cơ sở đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang có rất nhiều các sản phẩm các bác nhé. Ngoài những bộ ghế rổi chun, ghế đinh hương, ghế hương đá và những bộ sofa liền tấm liền khối và những bộ hoàng gia liền khối nữa đấy ạ. Đây, và những bộ Minh Quốc voi, Âu Á Hộp Tuấn Thư, Tần Thủy Hoàng nữa đấy ạ. Rất nhiều các sản phẩm phù hợp với lại không gian phòng khách của gia đình nhà mình. Các bác ở xa thì có thể liên hệ qua các số điện thoại của nhà em là 0988 986 và 601, và các số điện thoại là 0916 912 888 ạ. Bên cơ sở đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác ạ. Ngoài bàn ghế, bàn ăn, lục bình, tủ kệ, tivi, rất nhiều các sản phẩm để phù hợp với lại không gian. Đây, những bộ Minh Quốc voi chất liệu là bằng gỗ hương đá và những bộ nghê bảo đỉnh, nghê hoàng đế đấy ạ. Và chiếu ngựa, sập ngồi, sập thờ rất là nhiều các bác nhé. Và những bộ nghê bảo đỉnh chất liệu là bằng gỗ đinh hương đây, tay cột 16 nữa đấy ạ. Cảm ơn các bác khách hàng trên mọi miền Tổ quốc ạ, đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho cơ sở đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang và đồ gỗ Công Nhung 3 Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh. Em xin dừng đoạn video giới thiệu sản phẩm bên cơ sở đồ gỗ nhà em tại đây ạ. Hẹn các bác ở những video tiếp theo ạ.